quý vị và các bạn. Hôm nay là canh thức phục sinh. Tôi đang đứng ở giáo xứ của tôi là giáo xứ Bắc Hà. Hôm nay là cái đêm canh thức. Đã có cái bảng mừng Chúa phục sinh. Hôm nay vào nhà thờ Bắc Hà và thấy cha bật đèn sáng thì mới quay tặng quý vị và các bạn. Nó có một cái câu: nhập thánh điện kính dâng lễ tế, nhập thánh điện kính dâng lễ tế. Còn bên này là xuất thiên cung vui giảng tin mừng. Câu đối mà tôi gì. Hôm nay thấy cha giảng cha bật đèn đẹp quá, cho nên muốn quay tặng quý vị và các bạn. Là 14 đàn thánh giá. Thấy không, ở trong nhà thờ đang ngắm đàn thánh giá. Và đêm nay là đêm canh thức Chúa phục sinh. Hai bên nhà thờ có 14 đàn thánh giá. Quý vị thấy không? Ở ngoài vào là cha đã bật đèn sáng. Đây là phía ở trong nhà thờ nhìn ra, quý vị và các bạn. Phía ở trong nhà thờ nhìn ra. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi mặc cái áo alba, một cái loại lễ phục của nhà thờ, của trong cái tôn giáo Thiên Chúa, một cái lễ phục nó hơi lạ so với quý vị và các bạn. Thì tiếp tục thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn nhà thờ Bắc Hà, giáo phận Phú Cường, giáo phận Phú Cường. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi tiến sâu vào phía trong nhà thờ.
tôi cũng dự định quay giáo xứ Bắc Hà vào một cái dịp của đại hội của giới diện mẫu. Tuy nhiên là do quay không chuyên nghiệp cho nên là tôi sợ rằng là mình không có những cái đoạn quay mà do cái cách quay cũng chưa chuyên nghiệp cho nên nó rung. Và cũng lo lắng là quý vị và các bạn có những cái comment không tốt cho nên là tôi quyết định không quay và không quyết định là không có post lên mạng. Vì thấy không? Nơi thứ 11 quân dự đóng đanh Đức Chúa Giêsu. Ta thấy một cái tượng đóng đanh Chúa Giêsu. Đẹp không quý vị và các bạn? Nơi thứ 13, áo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó thác ở tay Đức Mẹ. Nhà thờ Bắc Hà trước đây á là một cái nhà thờ sử dụng những cái tiếp đồng của chế độ cũ để mà xây lên. Thì sau này là cha có đập hết toàn bộ cái nhà thờ và xây lên cái nhà thờ mới. Tôi cũng nhớ chính xác năm. Và cha sử dụng hai cái từ. Quý vị và các bạn thấy không? Phía bên một cái chữ an lơ, an lạc các quý vị. Và cái ở trên cùng đó là cái chữ Thiên Chủ Thần, Thiên Chúa Thánh Trần cái gì đó tôi cũng học rõ lắm. Này chắc mai mốt nha. Qua video này nhờ cha Phúc dịch giùm con cái chữ dịch cái chữ là Thiên Chủ Thánh gì cha ơi. Con cũng không biết là tiếng Hoa. Nó biết con biết. Bên này là tượng Chúa Giêsu là vua. Đây là từ ở phía trong nhà thờ nhìn ra quý vị và các bạn ha. Đẹp quá. Hai bên là hồi nãy tôi có nói quý vị là hai bên là đi đàn thánh giá. 14 đàn thánh giá.
Rồi, hôm nay tôi làm tặng quý vị và các bạn buổi canh thức của nhà thờ Bắc Hàn. Canh thức nhà thờ Bắc Hàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.